Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi Seven News, kênh tin tức với những bản tin trong nước và thế giới được chúng tôi cập nhật liên tục mỗi ngày. Ngay sau đây là những tin tức mới nhất chúng tôi vừa cập nhật. Kinh ngạc cá bị mất một phần bụng vẫn sống bình thường. Mới đây trên mạng xã hội X, một đoạn video đầy bất ngờ đang gây sự chú ý và kinh ngạc đối với cộng đồng mạng Video này được chia sẻ rộng rãi bởi tài khoản 3Dexico. Trong đoạn video đầy ấn tượng, chúng ta được chứng kiến một khoảnh khắc kỳ lạ và thú vị khi một con cá đã trải qua một sự cố nghiêm trọng. Tuy nhiên, điều đặc biệt ở đây là khả năng sống và bơi lội bình thường của con cá này sau sự cố khó tin. Có thể thấy một con cá trong video đã bị thương nặng ở phần bụng sau cuộc chiến đấu không khoản nhược với một đối thủ khác. Điều này đã làm mất đi một phần lớn bụng của nó, tạo ra một lỗ lớn ban đầu nhiều người đã nghi ngờ liệu con cá này có thể sống sót hay không tuy nhiên thay vì bị loài cá khác ăn thịt con cá này đã thích nghi một cách tuyệt vời với tình hình mới nó học cách điều chỉnh cân bằng và bơi lội một cách khéo léo hơn để duy trì cuộc sống của mình câu chuyện về con cá này đã nhanh chóng lan truyền trong cộng đồng người yêu thích thú cảnh và trở thành một ví dụ rõ ràng về sự kiên trì và khả năng thích nghi của cuộc sống con cá này đã chứng minh rằng trong tự nhiên, có rất nhiều điều kỳ diệu và sự đáng kinh ngạc chờ đợi chúng ta khám phá. Gặp xe máy sang đường kiểu chán sống, xe kiểm soát quân sự đâm vào nhà dân. Tình huống được camera hành trình trên xe đi sau ghi lại. Trong hình là một chiếc xe tải kiểm soát quân sự đang chạy trước xe gắn camera. Do trời đang mưa nên các phương tiện di chuyển chừng mực. Thế nhưng sau đó, một người đàn ông mặc áo mưa chạy xe máy bỗng nhiên từ lề đường bên trái băng thẳng sang làn đường bên phải tạt đầu xe tải của quân đội khiến cho tài xế giật mình đánh lái tránh sang một bên theo phản xạ cú tránh đó cũng vì thế mà khiến cho bánh xe trơn trượt xoay ngang phần đầu xe đâm vào dù và mái che ở trước cửa của một nhà dân nước mưa động lại trên xe và mái che văng tung tuế khoảnh khắc xe chao đảo và va chạm nhà dân khiến cho các đồng chí ngồi phía sau thùng xe giật mình Tuy nhiên, mọi người cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và may mắn không có ai bị thương. Người đàn ông sau khi biết mình tạo ra rắc rối thì tỉnh bơ chạy đi tiếp. Và sau đây là một số bình luận đáng chú ý được cộng đồng mạng để lại sau khi xem hết đoạn video. Qua đường ngáo thật sự, cho lên đường luôn là vừa. Không biết có chụp lại được biển số không, muốn ông đó nhận cái kết xứng đáng. Chạy xe vô ý thức gây rắc rối cho người khác, mong bắt được. 17 bị cáo ra tòa trong vụ cấp phép lao động cho người nước ngoài Ngày 9 tháng 10, Tòa Nhân dân tỉnh Bình Dương mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử nhiều cán bộ và các bị cáo khác trong vụ cấp phép lao động cho hơn 2.800 người nước ngoài ở lại Việt Nam, trong đó có nhiều hồ sơ có tài liệu bị làm giả. Trước đó, phiên tòa ngày 11 tháng 9 tạm hoãn đến ngày 9 tháng 10, vì khi đó các bị cáo vẫn đang ở trại giam của Bộ, chưa hoàn thành thủ tục về trại giam của Công an tỉnh Bình Dương. Theo cáo trạng, có 17 bị cáo bị xét xử về các tội tổ chức môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép, nhận hối lộ, đưa hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Trong đó có nhiều cựu lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương và Ban Quản lý các khu kinh tế tỉnh Bình Phước. Theo cáo trạng, Nguyễn Kiên Cường, cựu chuyên viên phòng chính sách lao động, sở lao động thương binh và xã hội bị cáo buộc đã nhận hối lộ hơn 8,3 tỷ đồng để thẩm định hồ sơ đề xuất lãnh đạo cấp phép cho hàng ngàn người nước ngoài trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2022. Nguyễn Kiên Cường khai chia lại tiền cho giám đốc sở thông qua lãnh đạo phòng, nhưng lãnh đạo sở không thừa nhận có việc nhận tiền của cấp dưới. Trong ngày xét xử đầu tiên, tòa xét hỏi lý lịch các bị cáo, công bố cáo trạng nhiều người có quyền và nghĩa vụ liên quan cũng được triệu tập tới tòa. Tòa dự kiến xét xử từ ngày 9 tháng 10 đến ngày 13 tháng 10. Vụ tai nạn khiến 13 người thương vong ở Đắk Lắk, chuyến du lịch khủng khiếp nhất của tôi. Theo chị Nguyễn Văn Thuyên đã đổi tên ở Hà Nội, trên chiếc xe khách 16 chỗ gặp nạn có 13 người, trong đó 11 người là đoàn khách du lịch ở Hà Nội, một hướng dẫn viên du lịch và tài xế mọi người vừa kết thúc chuyến tham quan ở Đắk Lắk đang tiếp tục di chuyển đến con Tum thì xảy ra tai nạn. Nằm trên giường bệnh tại bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, khuôn mặt chị Thuyên, nạn nhân vụ tai nạn trên đường Hồ Chí Minh, tuyến tránh thị xã Buôn Hồ vẫn còn hoảng loạn, thỉnh thoảng chỉ lại nhăn mặt vì những cơn đau nhức từ những vết thương của vụ tai nạn. Chỉ kể lại, lúc tai nạn xảy ra, chị và nhiều người trên xe đều đang ngủ, vụ va chạm khiến chị bị ngất ngay tại chỗ nên tại thời điểm đó chị không biết gì. Khi thức dậy, chị thấy toàn bộ cơ thể đau nhức, chân trái không thể di chuyển được, chỉ được ai đó đắp một chiếc áo che trên người. Đây là chuyến du lịch khủng khiếp nhất của tôi, chị nói. Chị Thuyên cũng nói thêm, chị là thành viên trong đoàn khách du lịch của một công ty. Theo lịch trình, đoàn sẽ đi từ Hà Nội đến Đắk Lắk, Con Tum. Mọi người vừa kết thúc chuyến tham quan ở Đắk Lắk, đang tiếp tục di chuyển đến Con Tum thì xảy ra tai nạn. Hiện chị bị thương ở một chân và cảm thấy bản thân may mắn thoát nạn nhưng cũng rất buồn vì có những người làm cùng đoàn bị thương nặng, thậm chí có người tử vong. Hiện tại các bệnh nhân bị thương vẫn đang được các bác sĩ bệnh viện đa khoa thiền hạnh, tích cực điều trị, chăm sóc y tế. Clip Nghi Ngọc Trinh làm siết trên đường, xử lý ra sao? Như đã thông tin, mạng xã hội đang xôn xao đặt clip một cô gái đội mũ bảo hiểm kín mít thả hai tay đứng trên mô tô phân khối lớn sau đó, cô gái ngồi một bên, tiếp tục biểu diễn đứng một bên cùng hình ảnh quỳ trên yên mô tô khi xe vẫn đang di chuyển. Theo tìm hiểu, trên trang TikTok có hơn 6,8 triệu tài khoản theo dõi của người mẫu Ngọc Trinh. Có một số clip thể hiện nội dung được cho là của chính Ngọc Trinh nói về việc mình trở thành racing girl. Bên cạnh đó, chủ tài khoản còn đăng tải clip hai người phụ nữ chạy mô tô phân khối lớn thả cả hai tay như thách thức luật giao thông đường bộ. Một trong hai người phụ nữ này cũng được cho là người mẫu Ngọc Trinh, có nhiều động tác biểu diễn mạo hiểm hơn như ngồi hẳn về bên mô tô, quỳ, đứng thẳng trên xe, gian cả hai tay. Luật sư Bùi Quốc Tuấn, thuộc đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, căn cứ các hình ảnh clip lan truyền hiện nay, chưa thể xác định người làm xiết trong các đoạn clip mà người mẫu này đăng tải là ai. Tuy nhiên, cảnh sát giao thông có thể mời chủ phương tiện đến để làm việc. Từ đó có thể xác định một số nội dung như người được giao xe là ai, người chạy xe có bằng lái xe phân khối lớn hay không, điều khiển mô tô chạy trên đường nào và xem xét tính chất mức độ các hành vi vi phạm pháp luật về điều khiển phương tiện giao thông để có các biện pháp xử lý phù hợp. Một cán bộ công an thành phố Thủ Đức cho biết, hiện các đoạn clip hình ảnh trên đang được cơ quan chức năng xác minh. Các bị cáo cảnh sát giao thông khai cấp trên chỉ đạo căn thiệp cấp biển số đẹp Ngày 8 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang bước vào ngày thứ hai xét xử vụ án trưởng phòng cảnh sát giao thông đường bộ BC08 Công an tỉnh An Giang cùng thuộc cấp lợi dụng chức vụ quyền hạn cấp sai hàng ngàn biển số xe. Năm bị can bị đưa ra xét xử gồm Nguyễn Bá Quận, thời điểm xảy ra vụ án là trưởng phòng BC08, Bùi Quốc Khánh và Nguyễn Hữu Ân là đội trưởng và đội phó đội đăng ký quản lý phương tiện cơ giới đường bộ, Võ Chí Linh và Nguyễn Hoàng Em, cán bộ BC08. Cả 5 người bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, với hành vi cụ thể là can thiệp vào hệ thống phần mềm cấp biển số xe ngẫu nhiên để tư lợi cá nhân. Cáo trạng quy kết Quá trình thực hiện nhiệm vụ từ tháng 8 năm 2012 đến tháng 6 năm 2021, quận với vai trò trưởng phòng BC08 Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo và giao tài khoản quyền lãnh đạo kèm mật khẩu cho Ân và Khánh để thao tác cấp biển số theo ý muốn. Tại phiên tòa, các bị cáo Ân, Khánh, Hoàng Em và Chí Linh đều thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết thực hiện theo chỉ đạo của quận. Chú quận ghi giấy xuống cấp cho ai, biển số nào thì bị cáo thực hiện cấp theo yêu cầu này, bị cáo Khánh nói. Ngoài ra, Khánh khai, bản thân mình có hướng dẫn Hoàng Em và Chí Linh cách hoán đổi biển số và giao tài khoản cấp lãnh đạo cho Hoàng Em. Trước đó, tại ngày xét hỏi đầu tiên, bị cáo quận thừa nhận sai trong việc giao tài khoản và yêu cầu cấp dưới cấp biển số theo yêu cầu. Tuy nhiên, quận cho rằng, việc giao tài khoản là vì mình không biết sử dụng máy tính, nên để cấp giới thao tác chỉnh sửa thông tin sai cho thuận tiện. Về việc cấp biển số theo yêu cầu, quận khai là do nể nang và tình cảm thân quen, chứ không vụ lợi. Chồng ngoại tình, cô gái đau xót khi biết chân dung người thứ ba. Cụ thể ngày 5 tháng 10, vụ việc một hiệu trưởng trường mẫu giáo và một người đàn ông thất nghiệp đặt phòng khách sạn tại tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc đã nhận về nhiều sự bàn tán. Theo lời cô tạ vợ của người đàn ông trong vụ việc, người phụ nữ gian díu mập mờ với chồng cô là hiệu trưởng trường mẫu giáo, sinh năm 1995 và đã quen cô được 10 năm. Đáng nói hơn người này trước đây cũng đã từng đến tham dự đám cưới của vợ chồng cô. Cô tạ cũng tiết lộ thêm, nữ hiệu trưởng này cùng chồng thuê nhà riêng bên ngoài đã lâu đồng thời thái độ cô này vô cùng trơ trẽn đầy thách thức theo đó nữ hiệu trưởng thường xuyên nhắn tin cho cô tạ để nói về việc không biết quản lý chồng nên mới dẫn đến việc ngoại tình điều đặc biệt hơn cả cô tạ cũng chia sẻ chồng mình đang thất nghiệp không có việc làm sự việc này nhanh chóng thu hút sự chú ý từ dư luận nhiều người đặt ra câu hỏi người đàn ông đang thất nghiệp kia có gì lại thu hút một nữ hiệu trưởng có địa vị công danh như thế Bên cạnh đó, một số người cũng phản kháng mạnh mẽ khi thấy thông tin ngoại tình trong xã hội hiện nay. Điều đáng nói hơn, nữ hiệu trưởng kia còn đang làm trong ngành giáo dục, vậy mà toàn bộ hành vi lại trái với chuẩn mực đạo đức khiến cộng đồng mạng vẫn nộ. Kế hoạch tàn độc của kẻ giết người phụ nữ, dấu xác bên bờ suối Theo đó, trong lúc xuống khu vực suối Nậm Tha, thuộc địa bàn thôn Khe Tào, xã Nậm Tha, Người dân phát hiện một cánh tay người thỏ ra khỏi mặt đất nên nhanh chóng thông báo đến chính quyền địa phương. Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy trên cổ nạn nhân có vết bầm tím. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân được cho là bị ngạt khí cơ học. Ngay lập tức, các đơn vị công an tỉnh Lào Cai phối hợp cùng với Bộ Công an đã bắt giữ được kẻ gây án là Triệu Toàn Kiều. Đối tượng gây án được xác định là Triệu Toàn Kiều, còn có tên khác là Triệu Nguyên Châu, trú tại huyện Văn bào tỉnh Lào Cai. Kiều bị các lực lượng chức năng bắt giữ khi hắn đang lẩn trốn tại quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Quá trình điều tra ban đầu xác định, hôm đó sau khi uống rượu say, Kiều nảy sinh ý định đổi bại với nạn nhân Trần Thị Liên, 24 tuổi, trú huyện Văn Bàn, nên đã rủ Liên ra bờ suối thuộc xã Nậm Thang ngồi chơi. Khi Kiều dùng vũ lực uy hiếp để thực hiện hành vi đổi bại, thì gặp phải sự chống cự quyết liệt của nạn nhân, nên hắn đã ra tay tước đoạt mạng sống của người phụ nữ đơn thân rồi phi tang. Trước khi xảy ra vụ án mạng đau lòng trên, chị Liên đã lập gia đình và có một con gái, nhưng cuộc sống vợ chồng có nhiều khúc mắc nên đã ly thân một thời gian dài. Sau đó, nạn nhân về ở với bố mẹ đẻ, gia đình thuộc diện khó khăn. Xem clip ô tô đi qua hai tầm ván gỗ, cư dân mạng vào đoán cái kết. Một tài khoản mạng xã hội cũng là người quay lại vụ việc đã chia sẻ đoạn clip hồi hộp, gai cấn, nhưng để cho người xem tự vào đoán kết quả theo đó trong video là hiện trường trên một con đường đất đang trong quá trình thi công nâng cấp vì đường cống chưa được đậy nắp nên những hộ dân hai bên đường muốn cho xe ra vào phải dùng ván gỗ để đi qua đường rãnh cống dài và chiếc ô tô con trong video đang thực hiện điều đó bằng hai chiếc ván gỗ lót qua hai bờ cống nhiệm vụ của tài xế là làm sao cho xe đi trên hai miếng ván gỗ mỗi miếng chiều rộng chỉ vừa đủ một bánh xe xe dịch một chút là bánh và ván chích ra khỏi nhau cả chiếc xe lập tức rơi xuống đường cống Thế nên yêu cầu tài xế ô tô phải có sự bình tĩnh, kiên nhẫn và kỹ thuật cao. Đoạn video cũng không có cái kết. Vì xe sao hố thuốc nên chủ nhân đoạn clip phải rời đi ngay. Tuy nhiên theo dõi quá trình tài xế ô tô con căng não và vất vả đi qua hai tấm ván thì cư dân mạng cũng hồi hộp theo. Nhiều người còn không ngại để lại bình luận. Xe chưa thắng, canh kiểu đó thì 90% lọt hố. Bài thi qua vệt bánh xe được áp dụng nhưng trường hợp này khả năng cao là tạch. Chưa lấy ngay bánh xe mà chạy lên rồi mạnh dạn đoán là Sukarna. Vụ 5.000 công nhân nghỉ việc, công ty tăng trợ cấp tiền xăng, tiền ăn. Tối ngày 8 tháng 10, thông tin từ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cho biết, phía công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Glory đóng ở xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, đã có hai thông báo điều chỉnh tăng một số chế độ lao động đối với công nhân viên công ty này. Đây là diễn biến mới nhất liên quan đến vụ việc hàng ngàn công nhân công ty Việt Glory đồng loạt nghỉ việc đòi một số quyền lợi lao động từ chiều ngày 2 tháng 10 đến ngày 9 tháng 10. Theo công ty Việt Glory, tuy tình hình đơn hàng quốc tế đã có dấu hiệu phục hồi, nhưng vẫn chưa khả quan. Khách hàng yêu cầu công ty phải có đơn giá cạnh tranh hơn, có chất lượng sản phẩm tốt hơn mới thu hút thêm nhiều đơn hàng. Tuy nhiên, cân nhắc đến việc vì đơn hàng không đủ, công ty cắt giảm giờ làm, thu nhập của công nhân bị ảnh hưởng. Thêm vào đó, tình hình lạm phát gia tăng. Vì vậy, để chăm lo đến đời sống của công nhân viên, công ty quyết định tăng tiền ăn và trợ cấp xăng xe. Mức điều chỉnh trợ cấp xăng từ 260.000 đồng trên tháng lên 390.000 đồng trên tháng. Nếu công nhân đi làm đủ 26 ngày công, tiền ăn điều chỉnh từ 20.000 đồng trên ngày lên 24.000 đồng trên ngày, tổng từ 520.000 đồng trên tháng lên 624.000 đồng trên tháng. Bên cạnh đó, công ty này cũng điều chỉnh tăng tiền thưởng, sản lược, theo các cấp số 1, 2 và 3 từ mức 20.000, 25.000 đồng, 30.000 đồng lên mức sau điều chỉnh tương ứng lần lượt 50.000 đồng, 55.000 đồng và 60.000 đồng. Các quyết định điều chỉnh này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 10. Hy vọng tất cả cán bộ công nhân viên công ty Việt Glory sẽ kể vai sát cánh cùng đối diện với những thách thức của thị trường. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại!